anh hùng rất hờ hững và có thể nói là thiếu trách nhiệm. Tuyệt vời, pha băng lên và dứt điểm rất hay của các cầu thủ Viettel. Người đã có bàn thắng đầu tiên cho Viettel ở mùa giải này là Hoàng Đức. Hoàng Đức đã có được bàn thắng đầu tiên và đó là một bàn thắng rất đẹp và rất bất ngờ. Nó diễn ra khiến cho mọi người có mặt trên sân thực sự là sững sờ. Ngay cả Hoàng Đức có lẽ là cũng khá bất ngờ với pha bóng này. Đó là một tình huống mà anh Hùng đã xử lý vô cùng cầu thả. Và ngay sau đó thì Duy Khánh cũng đã không bảo vệ khoảng trống tốt. Hoàng Đức băng lên và nhận đường chuyền vừa tầm. Cuối cùng thì tiền vệ được chờ đợi nhiều của Viettel ở mùa giải này, Hoàng Đức cũng đã có bàn thắng đầu tiên. Hệ thống phòng ngự của Viettel đã tốt hơn. Bruno! Một pha xử lý chậm trễ của Thành Trung và rất có thể nó sẽ phải trả đáp. Trong hàng! Hoàng Đức! 1-0! 1-0 cho Viettel! Đúng là Viettel chỉ cần một tình huống tấn công, một pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu và đó đã là một bàn thắng. Ông sẽ không hài lòng với Thành Trung nhưng sẽ rất cảm thấy thú vị với tốc độ băng lên của Trọng Hoàng. Và đây là một tình huống dứt điểm hiểm hóc của Hoàng Đức, cho dù anh phải chịu áp lực rất lớn từ Tấn Trường. Hoàng Đức đã đủ bình tĩnh và khôn ngoan để thực hiện cú dứt điểm bằng lòng chân trái sệt vào góc gần. Đường chuyền lên của Dương Văn Khoa. Hải Long. Vẫn là Hải Long, một cơ hội. Vào! 1-0 cho Thang Quảng Ninh. Hải Long trở thành cầu thủ thứ 3 của Thang Quảng Ninh ghi bàn ở mùa giải năm nay. Một tình huống lỏng lẻo của phòng ngự Quảng Nam. Pha phối hợp không tốt giữa cao thủ Quảng Nam Huy Hùng và Duy Khánh đã gây khó cho nhau. Đó là bàn thua rất đáng tiếc của đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Trong các vòng đấu đều dẫn tới sự thay đổi về vị trí. Pha cản tuyến hai chân trái. Oh! Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một nhịp vào đà và sau đó là cú sút không thể cản phá. Bóng bật vào mép dưới xà ngang trước khi làm tung lưới của thủ môn Đinh Xuân Việt. Hãy cùng xem lại cú đá này. Rất hay. Nó không khác gì cái cách mà Rafael Sơn của Dược Nam Hà Nam Định đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Viettel. Giải đấu bóng đá số 1 Việt Nam ở mùa giải 2020 đang có quá nhiều những bàn thắng đẹp mắt, đem lại cảm hứng cho người hâm mộ. Đợt tấn công của cao thủ Sài Gòn ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Đây là Giovane. Giovane. Quốc Phương. Bàn thắng dành cho Sài Gòn. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà rất nhanh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Hoàn toàn không có lỗi việt vị của Giovane. Trong ngày thiếu vắng Pedro Paulo thì vai trò của Giovane càng trở nên quan trọng hơn. Pha chuyền bóng ngược trở ra cho Quốc Phương đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng. Hết sức chính xác. Và Quốc Phương khó có thể bỏ lỡ một cơ hội như thế này. Tỷ số là 1-0. Hữu Sơn. Pha qua người của Hữu Sơn. Phía trong là Vũ Tín. Hữu Sơn. Rất thoáng. Quốc Phương. Quốc Phương. Hết sức bình tĩnh và vô cùng đẹp mắt. Và đó là hiệu quả của các cầu thủ Sài Gòn. Cú đá thứ tư về khung thành đối phương ở vượt tấn công có thể dễ dàng hóa giải bên phía lăng cánh phải. Nhưng Giovane và Hữu Sơn đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Hãy cùng xem lại tình huống bấm bóng của Quốc Phương để hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Trong cả hai tình huống ghi bàn thì Quốc Phương đều đã được hưởng lợi khi những người đồng đội của anh đã làm tất cả những gì khó nhất. Và khi mà
tâm lý thi đấu thoải mái. Quốc Phương đã thực hiện một pha dứt điểm ngẫu hứng để nâng tỷ số lên 3-0. Dành cho Tô Văn Vũ. Vẫn là Tô Văn Vũ. Quả lật bóng. Đánh đầu. Tỷ số là 1-0 cho BK Bình Dương. Pha bóng rất đẹp của đội chủ nhà. Triển khai bóng hợp lý. Giữ bóng có thể nói là rất chắc chắn. Tạt bóng chuẩn mực và cú đánh đầu thì không thể chơi vào đâu được. Một pha bóng hoàn hảo của BK Bình Dương. Tỷ số là 1-0 cho đội. Sự non nớt của hậu vệ trẻ Nguyễn Công Nhật đã không thể kiểm soát được Tô Văn Vũ. Và cầu thủ đội trưởng của BK Bình Dương đã làm tốt nhất những gì có thể để đem đến một cơ hội dành cho Gustavo Hedipo. Diakite không việt vị. Hedipo Gustavo tiến linh ở phía trong. Rất khéo bằng chân trái. Và tỷ số là 2-0 cho BK Bình Dương. Hedipo Gustavo đã phá bẫy việt vị hợp lý, đón nhận đường truyền của Trọng Huy. Cái chân trái Nam Mỹ của số 10 Hedipo Gustavo đã có cơ hội để phát huy thêm lần nữa. Và cú chích mũi hợp lý của Hedipo Gustavo đã đánh bại những nỗ lực cản phá của Thanh Thắng. Rất chính xác, 1-1 cho Sài Gòn. Cú đá chân trái rất chuẩn xác. Pedro Paulo trở lại sau án treo giò và lập tức ghi bàn. Anh đã có 5 bàn thắng bằng với đồng đội và là đồng hương Giovane. Tuy nhiên cầu thủ Sài Gòn tỏ ra rất fair play. Cú đá bình tĩnh rất lạnh lùng của Pedro Paulo. Pedro Paulo. Wow! Lưới của Quảng Nam đã rung lên. Thêm một pha ghi bàn của Pedro Paulo. Không lâu sau khi Rigo đưa tỷ số 2-1, người đồng hương của anh là Pedro Paulo đã lại lập công. Bình tĩnh pressing và họ đã có được bàn thắng. Có thể đó là một pha khống chế lỗi của Pedro Paulo. Tuy nhiên phải nói đồng đội đã đặt anh vào một tình huống rất đẹp. Huỳnh Tấn Tài với pha chuyền bóng quen thuộc từ cánh phải. Rất chính xác. Đúng vào tầm chân của Pedro Paulo. Pha băng ra của Văn Cường. Lỗi rồi. Cú đá rất bình tĩnh vào cầu môn đã không còn thủ môn. Sai lầm bất ngờ rất đáng tiếc của thủ môn Văn Cường. Và Pedro Paulo đã có một cú hat-trick. Tỷ số được đưa lên 3-2. Một trận đấu quá kịch tính. Tiền đạo người Brazil đã có được 7 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Pha băng ra có phần hấp tấp của Văn Cường. Anh đã bị cuống. Và Pedro Paulo thì ngược lại rất bình tĩnh. Xử lý rất chuẩn và lạnh lùng của Pedro Paulo. Cao Văn Triền. Giovane. Sút bóng. Wow! 1-0 cho Sài Gòn. Pha xử lý xuất sắc bằng chân trái của Giovane. Thua vừa rồi. Phải nói đây là một pha đi bóng và xử lý xuất sắc của Giovane Magno Silveira. Cầu thủ đã có mùa giải thứ hai thi đấu cho Sài Gòn. Tuyến 2 Hà Nội phòng ngự không tốt. Pha sửa bóng chân trái đi rất hiểm. Moses đã không đủ sự quyết liệt. Trong khi Giovane rất khôn ngoan. Lại là một chiến thắng 1-0 nữa dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Giovane rất nguy hiểm, tuyệt vời. Tỷ số là 2-0 và đây là dấu chấm hết dành cho Hải Phòng. Giovane và Pedro Paulo lại lập công.
Lần này đó là chiến thắng 2-0 của câu lạc bộ Sài Gòn, không phải là những chiến thắng tối thiểu nữa. 2-0 ở phút bù giờ thứ 6. Cũng giống như Petro Paulo, Giovane tiếp tục để lại dấu ấn, một pha đá phạt hàng rào cực kỳ đẳng cấp. Bóng đi sát sạt cột dọc và Văn Toàn không có cơ hội để chạm tay vào bóng. Bóng đi vòng qua hàng rào. Bàn thắng thứ 4 của Giovane. Tấn tài. Giovane. Chân trái. Đó là Giovane. Và đó đích thị là một Sài Gòn đích thực ở mùa giải năm nay. Thi đấu không hay hơn so với đối thủ, nhưng mỗi lần lên bóng là một cơ hội nguy hiểm. Và phẩm chất ngôi sao của Giovane tiếp tục giúp cho Sài Gòn có thêm một bàn thắng. Một kiến tạo, một bàn thắng. Giovane đang là cái tên sáng nhất của trận đấu này tính cho tới thời điểm hiện tại. Đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang chơi cực kỳ hiệu quả. Hãy cùng xem lại cú ra chân của Giovane. Bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ sân Thống Nhất. Một lối chơi xù xì, lâm ly nhưng cực kỳ hiệu quả.